Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với channel GFS Blockchain Insight và mình là Tiến Phan. Trước tiên, xin cả nhà dành ra vài giây để like video cũng như theo dõi kênh để ủng hộ tinh thần của team, có thêm động lực làm ra những video hay, những thông tin hữu ích gửi đến cả nhà và không làm mất thời gian của mọi người. Trong video này, mình sẽ review về dự án Nichronicle, một dự án play to earn khá là đặc biệt. Như mọi người đã biết, trong một cái trò chơi trực tuyến điển hình, ngay cả khi tất cả các vật phẩm trong trò chơi được lưu trữ vĩnh viễn trên blockchain, nếu công ty trò chơi họ đóng máy chủ của mình lại thì các vật phẩm đó sẽ trở nên vô dụng. Điều này có nghĩa là giá trị của các mặt hàng sản phẩm sẽ không được đảm bảo đơn giản bằng cách nằm trên blockchain. Mặt khác, nếu trò chơi được phát triển hoàn toàn trên mạng phân tán trực tuyến, không có máy chủ, trò chơi vẫn có thể tồn tại bởi người dùng, ngay cả khi không có công ty trò chơi. Và Nichronicle ra đời với mục tiêu trở thành nền tảng mở đường cho các trò chơi trực tuyến phi tập trung và hướng tới cộng đồng. Vậy Nichronicle là gì? Xin mời cả nhà cùng mình đi sâu vào phần chi tiết. Nichronicle là gì? Nó là một cái game trực tuyến mã nguồn mở hoàn toàn không có máy chủ như Bitcoin hoặc là BitTorrent. Game thủ và thợ đào kết nối với nhau để cung cấp năng lượng cho mạng trò chơi phân tán, lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng rộng lớn. Nó được điều hành bởi những người chơi và được hỗ trợ bởi một nền kinh tế phức tạp, nơi cung và cầu là loại tiền tệ lớn nhất. Cơ sở hạ tầng phi tập trung đã tạo ra những khả năng mới cho trò chơi trực tuyến, nơi các cộng đồng có thể trở thành chủ sở hữu thực sự của thế giới trực tuyến. Từ đó, người chơi và nhà phát triển đều có thể sử dụng bất kỳ phần nào của trò chơi, từ nội dung đến tính logic và mã trong trò chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đội ngũ phát triển. Đội ngũ phát triển Planetarium là nhóm sáng lập và phát triển dự án Nichronicle. Planetarium này là một cái công ty blockchain tiên phong trong hệ sinh thái cho các trò chơi trực tuyến do cộng đồng hỗ trợ. Công nghệ của Planetarium là trang bị cho các nhà phát triển các công cụ mạnh mẽ để tạo ra một trò chơi blockchain đa nền tảng, phi tập trung hoàn toàn, có thể tồn tại mãi mãi trên các mạng do người chơi cung cấp. Anh Ki Jun Seo này là đồng sáng lập và là giám đốc điều hành tại Planetarium và Nichronicle. Anh từng tốt nghiệp Học viện Công nghệ California với bằng khoa học và máy tính. Anh là một kỹ sư và trưởng dự án chuyên về các sản phẩm ở giai đoạn đầu. Anh từng làm việc tại Nexon và Dropbox để tạo ra những cái trò chơi di động và các công cụ cộng tác trong thời gian thực. Trước khi thành lập Planetarium, anh từng làm việc cho các công ty khởi nghiệp tại Hàn Quốc và Mỹ. Và anh từng điều hành một studio nghệ thuật truyền thông độc lập. Và anh JC Kim này là giám đốc điều hành tại Planetarium. Anh từng tốt nghiệp cử nhân kinh doanh và khoa học máy tính tại trường Đại học Quốc gia Seoul và trường Đại học Sogang. Anh là đồng sáng lập của Spoka, một công ty làm về dịch vụ quản lý, cùng với một số thành viên khác đứng sau và hỗ trợ dự án. Và đây là hai nhân vật tiêu biểu, mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn phần đội ngũ ở trên website của dự án. Hiện tại thì Ubisoft và Hess là hai cố vấn của dự án. Ubisoft này là một cái công ty trò chơi nổi tiếng thế giới, một cái gã khổng lồ hàng đầu trong lĩnh vực phát triển trò chơi và là thành viên của Liên minh trò chơi Blockchain. Hess là một nhóm chuyên gia xây dựng blockchain có trụ sở tại Seoul và thung lũng Silicon. Họ cũng là một cái quỹ đầu tư đã đầu tư cho dự án Nichronicle. Về tài chính thì dự án đã huy động được hơn 2,6 triệu đô la qua các vòng gọi vốn từ một số cái quỹ đầu tư như Animoca Prank, Divergence Venture, Spermion, Skyvation Capital, v.v. Về gameplay thì đây là một trò chơi nhập vai giả tưởng, cốt truyện là trong cuộc chiến tranh vĩ đại giữa các vị thần đã xé toạc 9 tầng của thế giới. Mặc dù thì cuối cùng cuộc chiến tranh này đã chấm dứt, nhưng những cái vết sẹo của chiến tranh vẫn còn đọng lại. Một ngày nọ, một con mèo đi lạc ở Midgard, nó muốn được tái sinh thành con người và được nữ thần gọi tới, tái sinh nó thành một nửa người và một nửa mèo. Bắt nó sẽ làm một số cái nhiệm vụ trong cái cuộc hành trình của con mèo này, sẽ vượt qua một số nhiệm vụ để trở thành con người. Hiện tại thì game này đã ra mắt bản chính thức và bây giờ mình sẽ vào trực tiếp game, mình sẽ giới thiệu để mọi người dễ hình dung hơn mọi người ha. Đầu tiên mọi người sẽ vào trang web nichronicle.com. Vào được giao diện này thì mọi người bấm vào chữ download the game này để tải game về. Sẽ được hướng dẫn kết nối với lại Twitter ha. Và phải cần một cái mã mời mới có thể là chơi được cái game này. Thì những cái bạn nào mà chưa có mã mời thì mình sẽ để cái link phần mã mời ở phần mô tả hoặc để ở phần bình luận của video. Mọi người có thể kích vào và lấy cái mã mời để tạo tài khoản game để chơi. Sau khi mọi người tải game và tạo tài khoản xong thì sẽ vào trực tiếp game, sẽ được hướng dẫn tạo hình nhân vật và tất cả mọi thứ. Đây là sảnh chính của game nè mọi người. Đầu tiên khi vào game thì mọi người sẽ được tạo một cái nhân vật như thế này. Hiện tại thì game chỉ có một anh hùng thôi. Sau này họ sẽ nâng cấp lên nhiều anh hùng khác. Đấy, mọi người tạo xong cái vật anh hùng sẽ ra như thế này. Mà lúc đầu thì anh sẽ cầm cái khúc cây chứ chưa có cây kiếm này đâu. Vì anh hùng này thì có một số cái thuộc tính cơ bản. Đây là một số thuộc tính cơ bản này. Mình tháo hết đồ ra để cho mọi người dễ hình dung. Đây là thuộc tính cơ bản của anh hùng nè.
Nhiệm vụ của chúng ta trong game là thu thập những cái vật phẩm, sau đó nâng cấp thành những cái món trang bị như thế này và mặc lên người của vị anh hùng này để tăng sức mạnh và chỉ số. Một số chỉ số cơ bản nè: chỉ số HP, chỉ số tấn công, chỉ số phòng thủ, chỉ số crit dam và chỉ số tốc độ đánh, vân vân. Đây là mọi người tham khảo ở đây. Thì chúng ta sẽ mặc áo giáp và mặc đeo thắt lưng nè, đeo dây chuyền, đeo nhẫn và mang kiếm cho nhân vật này thì sẽ tăng sức mạnh và tất cả các chỉ số lên. Ví dụ đầu tiên mình mặc cái áo giáp này lên, chỉ số HP tăng 374, ở đây 576 sẽ tăng lên nè, mọi người thấy nè, mặc vô nè, tăng lên là 950. Đó, đơn giản những cái vật phẩm khác cũng vậy, mỗi trang bị đều có một cái công dụng riêng. Ví dụ như kiếm thì tăng tốc độ tấn công, ví dụ vậy. Đó, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm những cái vật phẩm để chế tạo thành trang bị và giúp cho cái nhân vật của mình mạnh hơn. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Chi tiết trong trò chơi, cái cảnh trong trò chơi là chúng ta có vượt ải nè, làm nhiệm vụ đi qua những cái ải có những cái con boss thường và những cái con boss lớn. Đây là ải thường và đây là ải lửa. Thì cái ải này thì mình do cái tài khoản mới tạo nên chưa có thể chơi được, phải vượt qua 100 cái ải thường này mới bắt đầu chơi được cái ải lửa này. Tiếp theo là có chức năng là rèn nè, nâng cấp những cái vật phẩm và vũ khí trong đây, và chức năng shop và cái chức năng arena này là đấu trường. Chúng ta sẽ tham gia vào đấu trường để tranh giành những cái thứ hạng và nhận những cái phần thưởng trong đó. Đầu tiên mình sẽ đi một cái ải thường để cho mọi người dễ hình dung về cách vượt ải như thế nào ha. Rồi chúng ta bấm vào đây. Đó, mình hiện tại đi tới cái ải thứ 31 rồi. Bấm enter để nó chạy thôi. À, bấm vô đây thì trước khi vượt ải thì họ sẽ cho mình phép mình chọn những cái trang bị nào để mình mang theo trong ải để mình có thể là chiến thắng, có thể là mình mạnh hơn á, ví dụ vậy. Đây chúng ta có thể mang theo thực phẩm nữa nè, cái những cái thực phẩm bổ sung này thì giúp tăng này, tăng 18 ATK nè, cái này tăng HP nè, mình mang theo cái nào tùy, hoặc là không mang. Ví dụ như mình mang cái trứng đi, mình bấm vô đây nó nhảy qua đây. Còn một số ô này mình do mình là tài khoản mới nên chưa mở khóa, sau này mở khóa lên thì mình có thể mang theo nhiều. Đấy, và trang bị mình đã đủ rồi thì mình bấm start. Thì sẽ tốn 5 ngôi sao để mà chúng ta đi một cái ải. Đây là số ngôi sao ở trên này, hiện tại max là 120, chúng ta sẽ kích vào nên sẽ nhảy xuống. Đó là tốn 5 ngôi sao mọi người ha. Đây là ảnh ở trong trận mọi người ha, vượt ải nè. Vị tướng của chúng ta là tự auto đánh nha mọi người, chúng ta không cần bấm cái gì hết, tướng tự đánh hết. Có những con quái nhỏ và những cái con quái lớn nha mọi người, có những con boss rất là lớn. Rồi, chúng ta chiến đấu với lại boss. Nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp trang bị những cái vật phẩm cần thiết để cho vị anh hùng của mình mạnh hơn thôi, còn vô trong trận là tự đánh hết. Rồi, chúng ta thắng rồi mọi người, vượt qua màn rồi. Được cộng 60 kinh nghiệm nè, được thưởng một số cái vật phẩm nè, cái nhánh cây gì đây, ba cái nhánh cây gì đây, perfect. Rồi chúng ta bấm vào main để trở về, và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mục lò rèn này mọi người, để nâng cấp vũ khí nè. Chúng ta kích vào đây ha. Đây là những cái kiếm của mình, một số cái vật liệu cơ bản để tăng chỉ số cho nhân vật đây nè: kiếm, áo giáp, thắt lưng. À, mình được tặng cái gì đây? Mình được mở khóa một cái thắt lưng mới nè mọi người. Đây, thắt lưng này tăng cái tốc độ đánh và tốc độ crit dam. Rồi, và dây chuyền nè mọi người. Được mở, ơi, mình được mở dây chuyền luôn. Và nhẫn, mọi người ha, 5 cái vật cơ bản có thể mang theo đeo lên mình nhân vật để tăng chỉ số. Đấy, thí dụ chúng ta muốn nâng cấp cái kiếm này đi, thì nó sẽ cần một số cái vật liệu cơ bản. Đây, mọi người có thể thấy. Mình đã có đủ nè, mình có thể nâng cấp ha. Như này mình chưa muốn nâng cấp, ví dụ mình muốn nâng cấp một cái gươm này đi, thì sẽ có những cái vật liệu này, khi mà đủ nó sẽ hiện lên để mình bấm vào đây mình nâng cấp mọi người ha. Còn ở đây là một số cái thức ăn mình có thể mang theo để tăng chỉ số. Ví dụ như là cái đây cái trứng chiên nè, cần trứng với lại cái vật liệu này để nâng cấp lên là được ra cái món trứng này. Thì món trứng này sẽ tăng được 353 HP. Tương tự thì những cái món khác, món này là tăng ATK nè, món trứng này thì upla này tăng ATK, còn món này là tăng, món cá hộp này là tăng crit dam, vân vân ha. Mấy món khác cũng vậy thôi, mình có thể mang theo trong trận chiến. Ở trên này mọi người thấy cái ba lô là cái giỏ đồ của mình á, thì những cái vật phẩm nào mình đã có nó hiện trong đây. Ví dụ là mình còn đã có một số này là cái áo giáp nè, một số cái kiếm nè, đó, một số cái thắt lưng dây chuyền nè, mình có thể mang theo, mình đã mang rồi nè. Đây bên này là những cái, đây là cái trứng mình đã chế tạo rồi, mình có thể mang theo. Còn bên này là những cái vật phẩm thô, mình chưa có chế tạo gì hết. Đó là cái rương của mình ha, mình có thể vào đó mình xem. Là xong cái phần lò rèn, mình nâng cấp cái gì mình nâng cấp. Khi mình quá trình mình nâng cấp, bây giờ mình nâng cấp thử cho mọi người coi luôn. Thí dụ mình nâng cấp cái kiếm này đi, bấm dưới đây nâng cấp nè.
Ok, cần một khoảng thời gian nhất định để nó nâng cấp. Thì khi mà nào mà nó nâng cấp xong, nó sẽ báo một cái lá thư ở đây, mọi người kích vào đây, nó sẽ báo lên đây là mọi người bạn đã nâng cấp xong cái kiếm rồi, mình sẽ có thể sử dụng mọi người ha. Phần tiếp theo là phần shop, là chúng ta có thể mua bán ở trên này. Đây mọi người có thể thấy đây, chúng ta chỗ buy này là mua, chúng ta thiếu cái gì chúng ta có thể mua ở đây. Đây là họ bán những cái kiếm đâu nè, có hiện chỉ số tấn công đồ lên hết, 9 đồng nè, 36 đồng này nọ nè, hoặc là áo giáp nè, hoặc là thắt lưng nè, giá tiền nè, 25 đồng gold nè, đồng vàng nè, dây chuyền, nhẫn, vân vân. Mọi người có thể mua vật phẩm ở đây. Còn nếu mọi người bán thì mọi người kích vào đây ha mọi người. Bấm vào sale nè. Đó, thí dụ mình có cái nào thì mình bấm vô, kích vô qua đây mình bán bao nhiêu tiền mình điền vô thôi. Đấy, shop này chúng ta có thể mua bán trao đổi những cái vật phẩm trong game ha mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần đấu trường. Một cái mùa giải là kéo dài khoảng 4 tuần mọi người. Mọi người có thể là thấy cái mùa giải này là từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 là kết thúc mùa giải. Một lần đánh chúng ta sẽ có thể là đánh 5 lượt nè mọi người. Mình đang chưa đánh lượt nào nè, 5 trên 5 nè mọi người. Hiện tại thì số điểm của mình, thứ hạng của mình là 1015. Lực chiến của mình là 8191 mọi người có thể thấy. Top 1 đang là 2410 nè. Mỗi tuần sẽ tổng kết thứ hạng của người chơi, sẽ có những cái giải thưởng hàng tuần. Từ top 500 trở lên sẽ được nhận phần thưởng. Top 500 thì được khoảng 75 đồng vàng, 75 cái token này ha mọi người. Top 1 đến top 10 là hình như được khoảng 1600 token. Giá hiện tại của mỗi token là hơn 1 đô la, cũng là khá hấp dẫn mọi người ha. Hôm qua thì mình có đánh thử 4 trận, thì 1 trận thắng và 3 trận thua. Đây là cái thời gian làm mới cái lượt đánh ha mọi người. Một lần đánh là mình đánh 5 lượt nè, thì khoảng 6-7 tiếng thì họ sẽ làm mới lại một lần, mình lại đánh thêm 5 lượt nữa. Còn ở dưới này là hai cái skin này là cái trang phục phần thưởng của mùa thôi. Này cũng giá trị lắm mọi người ha. Bây giờ mình sẽ đánh thử một trận cho mọi người xem nó như thế nào. Nếu mà mình đánh với những người thứ hạng cao hơn mình á, và cái sức mạnh họ cao hơn á, thì điểm mình sẽ được nhiều hơn. Còn mình đánh với những người thấp hơn mình thì điểm sẽ ít hơn. Đương nhiên là mình nên chọn những cái đối thủ nào vừa tầm để mình chiến thắng, chứ mình đánh mà những cái người cao quá để được nhiều điểm nhưng mà thua mình còn bị trừ điểm nữa, sẽ tụt thứ hạng mọi người ha. Đây, lực chiến của mình là 8191. Bây giờ mình gắn thêm cái gươm này vô cho nó mạnh hơn xíu đi. Ok, đã được 83 rồi. Bây giờ mình chọn một cái người nào đó mình đánh thử. Rồi, chọn bạn này đi. Một cái điểm trừ ở cái game này là cái phần load game nè, rất là lâu ha. Qua màn kể cả đi ải cũng vậy, load rất là chậm. Vô trận rồi mọi người ha, auto đánh nè, mình không cần đánh gì hết. Đấy, nhìn cũng rất khá hấp dẫn ha, hai đối thủ ngang tài ngang sức, không biết mình thắng hay thua đây. Yeah, mình mạnh hơn mà mình vẫn thua mọi người đấy ha. Ê, tặng được một quả trứng nè, và một cái đồng vàng mình được tặng Ok mọi người, cũng rất là vui mọi người ha, mình mạnh hơn một chút xíu nhưng mà mình vẫn thua, chứ không phải là mình mạnh hơn số nhiều hơn là mình thắng. Tùy theo yếu tố là ai đánh trước nữa, rồi cái mức độ crit dam nữa mọi người. Không phải là cái đồng vàng ha, cái đồng đó là cái đồng gì á, cũng chưa biết nữa. Mọi người có thể thấy hồi nãy số điểm của mình là 1015, sau một trận thua mình còn 1007. Nếu mình thắng thì số điểm này sẽ được tăng lên. Mọi người hãy chuẩn bị thật tốt những cái trang bị mạnh nhất cho vị tướng của mình khi vào đấu trường để leo lên những cái thứ hạng cao nhất mọi người ha. Trong game thì có nhiều cách kiếm tiền, như mọi người có thể thu thập những cái vật phẩm về chế tạo những cái phụ kiện và bán nó trên thị trường, hoặc là có thể tham gia đấu trường để giành những cái phần thưởng. Phần thưởng của cái đấu trường này cũng rất là hấp dẫn mọi người ha, không nhỏ đâu. Một tuần mà nếu mà mọi người lọt được vào top 500 thì mọi người có thể thu ít nhất là 75 token, là hơn 75 đô rồi. Nếu như mà thứ hạng cao hơn từ top 10 thì 1000 mấy trăm token mọi người ha. Một điểm lưu ý nữa dành cho mọi người là khi chúng ta đi map đi ải ha, là chúng ta sẽ tốn 5 cái ngôi sao ở trên này. Nếu mà khi mà chúng ta xài hết, chúng ta sẽ click vào đây thì sẽ đầy 120 ngôi sao. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ có 4 lượt, thì chúng ta sẽ canh thời gian như thế nào đó hợp lý để chúng ta tận dụng tối đa những cái lượt ngôi sao của mình. Khoảng 6 tiếng thì cái thanh này sẽ đầy một lần. Và vừa rồi là một số chi tiết trong game. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đến quá trình phân bổ token của dự án. Token chính của dự án là token NCG. Một số cái vai trò của nó như là dùng để stacking để nhận phần thưởng nè, dùng để mua bán trao đổi các vật phẩm trong game, dùng để trả phí khi mà mình nâng cấp những cái vật phẩm ở trong game, và là dùng để làm phần thưởng cho người chơi. Dự án đã ra mắt cái token WNCG này theo tiêu chuẩn ERC20 để thuận tiện hơn cho việc mua bán ở trên các sàn. Tỷ lệ hoán đổi giữa NCG và WNCG này là 1:1 mọi người, như nhau ha mọi người. Tổng nguồn cung là 1 tỷ token, 3% là dành cho private sale, 2% dành cho Genesis public sale, 10% dành cho ongoing public sale,
25% mining rewards và 25% dành cho content rewards, 25% nữa dành cho foundation, 4% dành cho activation và 3% dành cho đối tác, 3% còn lại là dành cho quỹ dự phòng. Hiện tại thì token của dự án đã được niêm yết trên một số sàn giao dịch như là OKX, KuCoin hoặc là Gate.io. Mọi người quan tâm thì có thể là lên trên đó mua, trao đổi. Về lộ trình phát triển thì dự án ra mắt vào quý 4 2018, đến quý 2 2019 thì ra mắt cái bản test đầu tiên và quý 3 2020 là ra mắt cái bản beta thử nghiệm, đến quý 4 2020 là ra mắt cái bản chính thức. Dự án đi tương đối là đúng lộ trình. Hiện tại thì cái bản chính thức đã có thể chơi được rồi. Mình cũng vừa trải nghiệm qua một chút, mọi người cũng phần nào hình dung được về cái trò chơi này rồi ha. Hiện tại thì nhà phát hành đang nâng cấp thêm một số cái chức năng ải và những cái vị anh hùng để cho mọi người có thêm những cái trải nghiệm thú vị. Và một số đối tác đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho dự án như là Animoca Prang, Chainlink, Ubisoft, Hess, The Sandbox, vân vân. Mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn phần đối tác này ở trên website của dự án ha. Mình sẽ tóm lại một số cái ý chính để mọi người dễ hình dung là dự án được ra mắt vào quý 4 2018, huy động được hơn 2,6 triệu đô la. Một số cái tính năng nổi bật của dự án như là mã nguồn mở và phi tập trung vĩnh viễn. Token của dự án đã được list sàn, game đã ra mắt được bản chính thức free to play. Mọi người có thể trải nghiệm miễn phí để chơi cái game này. Hình ảnh đồ họa 2D đẹp mắt, có chức năng auto, có thể để cho máy nó tự chạy tự cài giùm mình luôn. Một cái điểm trừ mình thấy ở game này là cái phần load trận rất là lâu, sẽ gây một tí khó chịu đến với người chơi, và những cái thiết bị mà có cấu hình thấp mình nghĩ sẽ không thể trải nghiệm tốt được cái game này. Đó là một số ý kiến cá nhân của mình, còn mọi người thấy như thế nào hãy để lại comment ở phần bình luận, chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm về cái dự án game này ha. Video này mục đích là cung cấp thông tin, không nhằm mục đích khuyến khích đầu tư. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like và chia sẻ nó. Và đừng quên theo dõi một số kênh truyền thông của GFF bên mình như là website, Telegram, Twitter, Facebook để cập nhật những cái thông tin nhanh và chính xác về thị trường crypto. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau tại channel GFF Blockchain Insight.